Shop gấu thủ.vn, shop bán nick liên quân, uy tín giá rẻ, nhiều khuyến mãi, đặc biệt có vòng quay may mắn và thử vận may nhận ngay ạc khủng. Xin chào tất cả mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ chơi vì tướng Mina sau bao nhiêu ngày tháng mình quên lãng. Đây là mình quên lãng chứ không phải anh em quên lãng đâu, tại vì Mina là chất tướng hiện tại cũng được rất là nhiều người sử dụng. Lý do tại vì sao mình quên lãng? Hiện tại Liên Cơ Bay có rất nhiều các vị tướng. Thế nên là bản thân mình không thể kịp làm được tất cả những cái video clip về những vị tướng đó được. Mọi người thông cảm nha. Mình chắc là có lẽ là thi thoảng mới đảo qua được những vị tướng như thế này thôi. Mina, các bạn là trong phiên bản hiện tại nó có cái phù hiệu thay đổi cho vị tướng Mina, giúp cho Mina mạnh hơn. Đó, bây giờ mình sẽ kéo chuẩn xác của kia đánh luôn đi. Đấy, giúp cho Mina mạnh hơn. Thế là mình cũng muốn cho tất cả các bạn xem qua về cái phù hiệu, để anh em nào mà bet Mina hoặc là muốn chơi Mina thì có thể sử dụng cái phù hiệu này để mang vào leo danh hiệu quả nha. Ok, sử dụng hiệu quả bằng chiêu thứ hai này, các bạn kéo được chuẩn xác là các bạn sẽ giúp đồng đội hơn rất là nhiều. Mình sẽ cố gắng làm sao kéo được cái người yếu máu nhất chẳng hạn. Đây, ví dụ như Arum này, kéo, ui đỏ ơi, mù mắt tôi quá thôi, té thôi. Chết rồi, còn Laurel nó muốn ăn chim. Ăn làm sao được, khổ lắm, con chim này làm sao ăn được bạn ơi. Cố gắng ăn chim nha, mất chim là hơi đau đấy, cố gắng ăn chim nào, cố lên. À đây, bắn đi, thoải mái đi. Cứ xả nhiệt tình, thôi xong, mất chim rồi đau quá. Không sao, chim tự mọc ra, lát nữa thì sẽ có con chim thứ hai. Bây giờ có cả rừng team mình, cả rừng team bạn, tại vì chuẩn bị giao tranh để kiếm cái con rồng đầu tiên mọi người ạ. Mina đi với Heitea rất hợp luôn các bạn, cực kỳ hợp. Lý do tại sao hợp, Mina khống chế, sau đó là Heitea sử dụng chiêu cuối. Ui, Nakroth múa cái gì đây, múa lửa á, hay là múa cột, thêm cả Laurel chưa có chiêu cuối các bạn ạ. Giết, ơi thôi thôi sao rồi, không cứu được rồi. Mình không cứu được, bây giờ mình chưa lên được cái lệnh bài phong thần. Tình hình là cái con rồng đầu tiên sợ mất quá các bạn ạ. Ê, tình hình nha là Nakroth team bạn cũng đang ở đây. Và kiểu gì team bạn cũng tiến tới con rồng. Mình cần lên được level 4, mình chỉ cần level 4 thôi. Là mình sẽ sử dụng combo tốc biến vào, sau đó sử dụng chiêu cuối tốc biến vào giữa đội hình team bạn. Sử dụng chiêu cuối khống chế diện rộng, sau đó sử dụng chiêu 2. Đấy. Và thật ra nếu mà đánh Mina thì các bạn biết là lắm lúc các bạn bị ăn chửi mà các bạn cảm thấy là các bạn không cố tình, không cố ý. Nội tại Mina đó là khi mà các bạn bị chịu sát thương thì Mina sẽ phản đòn lại bằng cách quay liềm. Quay cái thanh liềm ấy, cái này gọi là liềm hay gươm, thôi chịu, cứ gọi là liềm đi. Nói chung là quay thanh vũ khí, nó tự động quay do là bị chịu sát thương mà. Lắm lúc quay một phát thôi là ăn mạng rồi. Mà do mình có phải sử dụng kỹ năng đâu, đấy do nội tại của Mina mà. Thế là mình lại bị đồng đội chửi. Đó, con chim thứ hai là ăn được rồi nha, có chiêu cuối ở đây. Đợi dừng team mình. Bây giờ AD cố gắng farm thấp thấp thôi. Đợi cho Lindis tới hỗ trợ một phát là mình sẽ vào, mình kéo, mình chiêu cuối khống chế luôn. Ok, dừng mình tới rồi. Ok, cả Laurel thế này. Đánh luôn đi. Ui, hai AD mà bắn không xin nhê các bạn. Thôi, tình hình té về. Chịu rồi, mình không cứu được. Arum khống chế, thêm cả Laurel nó múa, thế là chịu. Thật ra để mà mình đánh nhau với Laurel thì thôi, bó tay, Laurel nó múa ghê lắm. Mình đã đỡ đòn, lấy đâu ra sát thương mà đánh được dụng cánh được. Cứ để Laurel về đi. Rồi sau đó là xử lý AD team bạn sau. Đây, tốc biến lên, chiêu 2, chiêu cuối khống chế lại. Thịt nó anh em. Trời ơi, mình đã làm hết sức rồi đấy, hết kỹ năng rồi. Không giết được đi thì thôi, hay quá. Ok, bây giờ mình sẽ cố gắng ở lại thêm cả Nakroth à. Kéo Nakroth về trụ này thì Nakroth này. Na múa đi nào, Na ơi, Na chết nốt nha. Chiêu cuối mình sắp hồi, mình sẽ cố gắng đợi chờ cái chiêu cuối này ra để hỗ trợ đồng đội tiếp. Tiếp tục khống chế Laurel lại và để cho đồng đội xử lý nốt. Ok, và Laurel dụng cánh thôi khi mà hai xạ thủ bắn đau lắm. Công việc cực kỳ đơn giản, chỉ cần vào giữa đội hình sử dụng một chút kỹ năng là kiếm được 3 mạng hỗ trợ. Trong trận đấu ngày hôm nay thì mình sử dụng phù hiệu cái cuối cùng, đó là trói buộc. Khi mà mình tung một cái chiêu gọi là khống chế kẻ địch thì sẽ giúp cho bản thân nhận được cái hiệu quả thiêu đốt đó, và kèm theo là
mình có thể mình sử dụng cả cái bơm máu hồi máu này, cái nhạy bén chạy sông nữa. Mình có để lại cái phù hiệu bên dưới để mọi người có thể tham khảo nha. Còn nhánh thứ hai thì mình nâng cấp nó lên thành hấp huyết. Khi mà tiêu diệt hoặc là hạ gục, đâu khi mà tiêu diệt hoặc là hỗ trợ đồng đội hạ gục một mục tiêu thì mình sẽ nhận được 9% máu và 15% năng lượng. Tiếp theo là mình nâng cấp cái tháp quang minh và sử dụng đó là cái thánh châu để giảm cái thời gian hồi chiêu từ chiêu cuối nha. Đấy là phù hiệu cho Mina. Các bạn biết là chiêu cuối rất là lợi hại của vị tướng Mina, vậy nên các bạn cần phải giảm thời gian hồi chiêu đến từ chiêu cuối. Ok, bây giờ làm sao mà khống chế được team bạn cái để cho lau để cho Hayate ulti vào. Chỉ cần Hayate sử dụng chiêu cuối thẳng đẹp mà. Chỉ cần sử dụng đẹp một cái là team bạn đã tươm. Nào, bậy nào, lại để kéo này. Mình có chiêu cuối khống chế nó lại luôn. Này thì khống chế tiếp tục lao đeo vào đây. Phải mà, ui dù chết tôi, lỡ tan mạng rồi. Thôi xong rồi. Các bạn thấy chưa? Bắt đấy không phải mình cố tình đâu các bạn ạ. Mình cũng không phải cố ý đâu. Đấy là do cái nội tài mà. Các bạn thấy mình bị trinh sát tương là mình tự nhiên mình bị quay tay luôn. Đấy là vừa xong quay một phát lỡ tan mất mạng của đồng đội. Cảm thấy day dứt quá. Thật ra thì đối với đồ của vị tướng Mina này, nó chỉ có lên đồ thủ thôi các bạn ạ. Các bạn chỉ đóng đồ thủ thôi, không nên lên sát tường ấy. Trời ơi, mình có tốc biến đây rồi. Quánh luôn anh em ơi, tốc biến lên một cái thôi là kéo nó vào. Này thì chiêu cuối giết. Giết ngay, giết đi, trời ơi giết. AD team bạn chạy đâu con sâu này. Ok, 2 AD bắn rất đau các bạn ạ. Kể cả mình băng trụ mình kéo bạn luôn cũng được này. Ui, 2 AD bắn kể cả. Ui, Arum bốc hơi rất nhanh. Tiếp tục mình băng trụ cho chiêu cuối hồi rất nhanh. Để mình tanh trụ cho anh em, chiêu cuối vào khống chế này. Xử lý nốt đi. Đó, tiếp tục kể. Thôi, không đánh được nha. Ryoma thì mình chịu. Mình hết máu rồi. Và đấy giờ vừa mới lên cái lại hỗ trợ cho anh em ăn phát 3 mạng. Chơi kiểu bất chấp, đánh đỡ đòn hỗ trợ mà. Lấy thân mình ra đỡ đạn thôi. Đánh support tốt thì sẽ giúp cho AD xanh. Các bạn nên nhớ một điều như thế. Chứ còn các bạn đánh support thì các bạn cũng đừng quá là dựa dẫm vào AD làm gì. Đồ thì trong trận đấu này mình lên cái lệnh bài đầu tiên này. Lệnh bài phong thần, tiếp tục là giày kiên cường, giáp gai A rồi đến khiên tất truyền, giảm đi cái tốc độ đánh của kéo nát team bạn. Sau đó là mình lên cái giáp thống khổ. Trang bị cuối cùng đó là giáp hộ mệnh. Full trang bị thủ, các bạn thấy không? Full trang bị thủ rồi. Đánh luôn này, đánh luôn. Sợ cái gì gấu? Khổ lắm, trời ơi, thôi em chịu. Chạy về, chịu. Chịu thôi. Trời ơi, mình hơi hổ báo một chút. Nhưng mà dù sao thì cũng kiếm được hai mạng hỗ trợ rồi. Từ từ nhá, mình đang bỏ Hayate. Bây giờ sẽ quay trở lại với Hayate, trở thành một cặp đôi. Làm sao vấn đề bây giờ team mình cần phải đẩy được trụ cơ. Nói chung là team mình hai xạ thủ thì đẩy trụ cũng rất là tốt. Cần phải thắng nhanh, đêm dài lắm mộng. Đấy, đứng đây là AD được bảo kê rồi đấy. Đẩy xong rồi về nhá, không ham trụ nữa đâu. Về đi AD ơi, đẻ đi. Khéo trận đấu này mình bất tử mất các bạn ạ. Nhìn cái vạch máu của mình nó rất là dày. À, hiện tại thì trong phiên bản tới thì đối với tiếng Mina này, Mina thì không có sự điều chỉnh gì về sức mạnh. Nhưng mà về cái trang phục thì Mina tin vui là có thêm một cái trang phục mới nữa các bạn ạ. Và sớm thôi thì Mina sẽ cho ra mắt cái trang phục đấy bên bản chính. Từ từ nha, mình sẽ đứng đây nè, này có người này. Cứ đứng trên này thôi, đồng đội ăn cái con tà thần thì các bạn cần phải cáp góc vào, không cho đối phương check máu của cái con tà thần này. Ô, chế độ Ryoma sao tôi tự nhiên đứng hình thế này. Ô kìa, trời ơi, đi ngủ quên à, anh ngủ gật. Ok, mình để cho cậu bé ăn mạng nha, chứ mình không ăn đâu, bạn ăn đi. Quả đấy mình ăn thì mình chỉ cần quay tay bằng chiêu một căn sát tương là ăn mạng rồi. Nhờ mình đánh có tâm lắm các bạn ạ. Nào tập trung nào. Giờ chỉ cần một pha combat đẹp thôi. Chỉ cần một pha đẹp thôi. Đây vào đây nha, team bạn cứ tập trung đông vào. Đúng rồi, bây giờ tốc biến lên chiêu cuối một cái thôi là ui, khống chế diện rộng các bạn ạ. Gấu bị giết, ui trời mù mắt không gấu. Rồi dù sao thì ăn được Laurel. Phí quá. Tốc biến của mình rất đẹp. Sử dụng chiêu cuối cũng hợp lý. Nhưng mà rất đáng tiếc là đồng đội thiếu sát thương các bạn ạ.
Đấy là cái sự tạo ra bất ngờ vì tướng Mina. Xin lỗi mọi người, cứ đọc nhầm Lauriel có chết tôi không cơ chứ. Lấy trụ đi, bây giờ này trụ được giữa này, 2D đâu rồi? Bây giờ làm sao lấy từng trụ một? Ba đường đi siêu cấp. Lại đánh nhau. Đây đây. Ủa, không biết là vơ vét được cái gì không? Ryoma, ôi thôi Ryoma chạy đâu? Bạn chạy được đâu? Thôi bỏ rồi, mình không kiếm được mạng hỗ trợ nữa rồi. Ép luôn cái trụ đường dưới này nha. Đường trên thì có Lindis ép rồi. Thì mình ép luôn cái trụ đường dưới này. Ok, chúng ta ép xong trụ đường dưới này, chúng ta ép luôn trụ đường giữa và thắng luôn. Hiện tại mình hỗ trợ 10 mạng rồi. Ba đường lý siêu cấp. Ui giời. Ôi, vào giao tranh kéo bừa rồi, chiều cuối bừa nó cũng chết. Kéo hết mọi thứ các bạn ạ. À, khống chế diện rộng lại này. Ok, công việc còn lại của để anh em. Có lẽ là mình sẽ kết thúc trận đấu tại đây nha mọi người nha. Và rất là cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian quý giá của các bạn ra để xem video clip của mình, để ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Các bạn nhớ like video clip mình để cho mình thêm vui hơn. Cảm ơn mọi người, bye bye.